Xin chào ngày mới. Các bạn thân mến, trong khi ngày hôm nay mưa gió vẫn diễn ra ở khá nhiều nơi trên cả nước, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và đặc biệt là khu vực Trung Bộ, thì ở Bắc Bộ lại có những chuyển biến tích cực hơn về tình hình thời tiết. Đó là những cơn mưa chủ yếu là xuất hiện về đêm và sáng thôi, còn đến trưa chiều nay thì toàn miền sẽ hửng nắng, thời tiết sẽ ấm hơn hôm qua một chút. Tuy nhiên là chúng ta cũng không quên là vẫn cần phải sử dụng đến những chiếc áo khoác các bạn nhé. Nếu là ban ngày thì chúng ta hãy dùng những chiếc áo khoác mỏng thôi, còn tối và đêm thì phải sử dụng những chiếc áo khoác dày hơn như thế này.